Đây là Vân Phú mọi người ạ. Rồi. Chè Thái cái tên khác mọi người. Hết rồi. Ok mọi người, khoan cho mình dừng khoảng 1 giây á. Trước khi đến Trung Thu, chơi Trung Thu thì mình muốn giới thiệu anh em con game của đây là Kawin. Con game này giúp mình gọi là xin lời hàng ngày, mình cũng hay giới thiệu mọi người rất 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 là nhiều rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục này, mọi người tiến lại là đây à. Thì đây giao diện chính của nó mọi người nhá. Đầu tiên thì mọi người tải game về thì mọi người vào sự kiện này, thông báo mọi người báo danh để nhận xu, báo danh hàng ngày mọi người nhá. Phần xu chia sẻ này mọi người chia sẻ anh em bạn bè quét mã, bây giờ mọi người sẽ được nhận 3.000 đồng từ đại ý game này đó. Mọi người đừng bỏ lỡ phần thông báo của game này rất là quan trọng này. Đấy, Kawin sẽ mang lại điều gì trong tuần tới, đấy, tuần đấy sắp tới này, bí mật này, ngày 23 giờ ngày 1 tháng 9 mọi người cùng chờ đợi tham gia sự kiện mọi người nhá. Đấy. Thì bây giờ mình hướng dẫn mọi người cách nạp tiền này, nạp ở đây mọi người này. Nó có áp dụng rất là nhiều phương thức nạp tiền nhé, e-banking nha mọi người, cũng có rất là nhiều cổng nạp mọi người nhá, rất là uy tín luôn. Và phần đổi thưởng ở đây. Đó, mọi người nhìn này, đổi thưởng mọi người thêm thêm tài khoản này. Từ tài khoản ngân hàng, số tài khoản xác nhận là ok, bán trực tiếp thẳng vào tài khoản của mọi người luôn. Mọi người nhìn lịch sử rút tiền của mình này, đó, rút thành công khá là nhiều luôn. Chỉ 10 đến 15 giây bán trực tiếp thẳng vào tài khoản của mọi người luôn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người làm sao để sinh lời mọi người nhá. Rồi và trái cây. Đó, mình rất rất là thích chơi trái cây này, mọi người tích điểm em, tích này. Đấy, 450.000 một phát quay. Đấy, 450.000 đấy, nổ 400 gọi là lỗ 50.000 thôi, mày quay tiếp này. Đấy, free cho người cái nữa này. Ok rồi, ui quả này hút luôn anh ạ. Đấy, nổ luôn một củ luôn anh em đó. Thì còn link game này mình có để link ở phần mô tả nha mọi người nhá. Và mình tặng code 50k đến 300k miễn phí, anh em nhớ tải link game ở phần bình luận, dưới phần bình luận ok anh em nhá. Ok. Bà vlog của anh nhá. Ok thì bây giờ vừa đâu. Mai mình sẽ cho em nhìn đi cùng mọi người. Hôm nay là mình sợ mưa cho nên là mình không cho em nhìn đi cùng được, thì mai mình sẽ cho em nhìn đi cùng. Bây giờ mình sẽ gọi là mưa to quá, bây giờ trốn con trốn đi về không nhanh quá mọi người. Mình sẽ tắt máy quay, gọi là nếu mà mai mình đi thì mình quay tiếp gọi là phần 2 mọi người nhá. Ok, thì nói chung là quay tụi quang này thì nói chung mình quay gọi là mô hình thôi thì không quay được gì mình lắm đâu. Ok, bây giờ mình sẽ đi về đây. Bye bye mọi người. Đây là Vân Phú mọi người ạ. Rồi. Chè Thái cái tên khác mọi người. Hết rồi. Gắn một con đấy mọi người. Hơi gầy đi thôi nhưng mà cũng ngon phết. Đó thì đây là vợ mình nha, còn đây là mình. Đấy, mình thì bao giờ cũng gọi là xấu trai mọi người. Đấy, thì hiện tại là mình thì xong rồi. Đấy, mình thì chốt chát gọi là xong hết rồi. Lại mình đợi vợ mình thôi mọi người. Hiện tại là mình đang ở nhà ngoại mình để chuẩn bị đi gọi là Tuyên Quang, để mọi người biết chuẩn bị đi đâu rồi đấy. Trung thu sớm mọi người nhá. Đó thì bây giờ mình gọi là đợi vợ mình trang điểm, trang điểm, cỡ make up, make up gọi là xong hết, xong xuôi xong xong rồi mình sẽ hôm nay là cho cả em mím đi đấy. Thì bây giờ mình sẽ gọi là lên phố ở nhà. Ok. Boom. Ok mọi người, thì hiện tại là mình đang có mặt tại quảng trường Nguyễn Tất Thành của thành phố Tuyên Quang mọi người nhá. Đấy. Thì bây giờ là hiện tại là bây giờ là 8 giờ rồi, gần 8 giờ rồi, thì hiện tại là mình nghe thông tin phong khoáng là tầm khoảng 8 rưỡi là người ta sẽ có gọi là đi rước đèn đấy mọi người. Đấy, hôm nay là cho cả em sờ nhím đi chơi này mọi người. Đó. Thì ở đây hơi ồn thì chắc là mọi người nghe không được rõ lắm thì mọi người thông cảm nhá. Đó, bây giờ nói chung là ngày hôm nay mình sẽ quay một cái vlog gọi là đi chơi của bọn mình thôi, thì mong mọi người luôn luôn ủng hộ mình mọi người nhá. Đó, thì mình bây sẽ gọi là đi dạo quanh cái quảng trường này xem có những gì mình sẽ quay cho mọi người xem, và tí mình sẽ đi gọi là đi quay cái gì nhỉ? Mô hình cho mọi người xem mọi người nhá. Ok, thì cho những bạn nào mà chưa biết đến Trung thu Tuyên Quang hoặc là có đang có ý định đi chơi Trung thu Tuyên Quang thì có thể xem được clip của mình, thì có thể
tìm hiểu thêm này, hoặc là biết thêm thông tin về thành phố Tuyên Quang hiện tại đang như thế nào mọi người nhá. Đấy, nói chung là tháng còn một tháng nữa mới đến Trung thu Tuyên Quang cơ, nhưng đến trung vào chính thức Trung thu cơ, nhưng mà bây giờ nó đã rước ầm ầm rầm rộ lắm rồi mọi người. Đấy thì nói chung là cô Hằng đánh bay cô hồn luôn mọi người. Đây em nhín, đây nhín của mình đây. Ok, bây giờ mình sẽ đấy, mọi người nhìn đúng là mọi người đúng chất kiểu gọi là gái trẻ thái gái tuyên cho mọi người. Đây là Hiền là mình lấy vợ ở Tuyên Quang mọi người nha. Đấy, mai lại có một hot girl phố của bé nhím nữa đấy. Thấy chưa đấy. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ tiến đi lên trên kia đi cho nó đẹp, đi nào. Ok mọi người, thì bây giờ 8 giờ hơn rồi, mình sẽ đi ra gọi là cái khu đông mô hình nhất mọi người nhá. Thì chơi đến được gọi là 30 phút rồi. Thì ở đây chỉ gọi là ngắm người ra đấy mới ngắm được mô hình mọi người. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ đi gọi là di chuyển ra đằng đấy mọi người nhá. Ok, bây giờ mình sẽ đi là có cái gì hay ho mình quay tiếp mọi người xem nhá. Ok. Thì này đây đồng bay. Cấp bay. Ok mọi người, thì gọi là đến giờ cao điểm rồi. Đấy thì đấy mọi người nhìn này, cái kiểu này có vẻ nặng lắm mọi người ạ. Đấy, nhím nặng lắm. Đấy thì phải làm cái này. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ đấy. Đây là con cá chép hóa rồng. Cá chép hóa rồng mọi người. Sau thì đây là không biết là con gì đây, con tỏ hóa rồng mọi người. Không biết là vừa nghe thấy không, nhưng mà thôi cứ nói to thật là to đi. Mỏi tay mỏi chân rồi ấy. Con này
con này hôm nay bán pháo hoa này, con này bán pháo hoa này, con rồng này, con này ở tận trên Yên Sơn cơ mọi người. Từ Yên Sơn xuống đây tầm 2-30 cây đó. Con này hôm nay chiến nhất ở đây. Dưới này còn mấy con nữa cơ, nhiều lắm. Hai mẹ con ngủ rồi, nhím ngủ rồi, tao bây giờ đi về thôi, được rồi.